Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang ở chỗ bé Lượng, cậu bé bán bánh nha mọi người. Hôm nay thì bé lên rất sớm thì mình để mình lại mình hỏi thăm bé cho mọi người cùng đi xem nha. Ok, mọi người cùng xem clip của mình. Rồi, hello bé Lượng. Dạ. Hello con, rồi, hôm nay mặc đồ đẹp quá ta. Bán cơ bánh kìa. Thôi có cô lại mua ủng hộ bánh bé Lượng mọi người. Đây bé Lượng được cô lại mua bánh ủng hộ mọi người. Rất là vui luôn. Rồi vậy là sáng giờ bán được 2 bịch rồi đúng không? Dạ còn 42 bịch. Hôm nay có một cô bên 11 giờ cô sẽ tự ra đây cô mua hết cho con. Tuy nhiên là có một cô khác cô mua 30 bịch bánh nữa lúc 2 giờ rồi nên con chỉ có thể bán cô tầm 12 bịch bánh thôi. Là khách là cũng như là khách đặt cô chú đặt con là giờ con còn chỉ 12 bịch hả? Dạ đúng rồi. Con muốn bán vậy nhưng mà sợ là mất uy tín với cô kia. Đúng rồi, con hứa cô nào trước rồi con phải làm chứ. Để không mà mất uy tín này con chết. Đúng rồi, con mốt là cô. Trước đó ba ơi. Hôm nay thì bé Lượng đã được các cô chú đặt bánh hết rồi nha mọi người. Hôm nay rất đẹp trai đâu, chú cậu bánh con kìa. Ôi bánh quá trời luôn. Hôm nay là tổng hết là bao nhiêu bánh Lượng hả? Có 4, bây giờ là còn 42 bịch. 42 bịch à. Trời, rất là ngon. Đâu con đâu có về đâu. Bữa nay con về. Là ba con còn phải gửi bánh lên với cả đồ. À, đêm nay con ở đây luôn à. Dạ. Bây giờ tới đêm nay là con ngủ với chú Vân hả? Chú Vân nhé. Nên là nó giảm thôi. Con tự đi kiếm chỗ ngủ chứ mình nhà người ta. Thôi con nhà chết. Kêu chú Vân kiếm giùm chú Vân rằng đây mà. Thôi muốn cái phòng trọ ngủ cho nó nhanh. Vô khách sạn ngủ luôn. Thôi, có tiền đâu. Chú Vân bao? 700 đêm. Chú Vân là già. Bán là 35 đêm. ngủ đêm bán cái 35 bịch bánh như nhiêu. Trời ơi. Bán gì đâu bán cái kệ rồi. Thôi đi, đừng có gà. Gà cao là chết đó. Con không còn tiền cái đất cho đâu. Tối nay chú Vân bao con. Con ngủ khách sạn sáng mai con có tiền chơi về luôn. Ừ. Cô gấu nữa nè. Thôi tất cả các chú đây ạ. 200 nè, 200. Ok. Đúng luôn, đủ luôn đó. Chi điều. Ủa sao con không về Tây Ninh mà con ở đây con ngủ? Cho con ở đây con ở lại chờ tới sáng rồi có một chú khách từ bên Nha Trang xuống đây mua xe sẵn tiện rồi ghé bên chỗ con. Để gặp chặt chị con. Có một cái chú ở Nha Trang vô là thăm con. Ở Nha Trang hay là ở đâu đó? Đúng rồi, Nha Trang. Vô mua xe rồi sẵn tiền rồi thăm con luôn. Chú ghé bên cửa hàng xe rồi chú mua rồi lấy xe. Sau đó là chú mới quanh lại chỗ con. Là bé ở đây hôm nay. Và bé ở lại đêm nay và ngày mai là có một vị khách lại thăm bé. Nào cũng gọi hết á. Để đúng rồi. Lại thăm. Nghe nào cũng cậu. Rất là vui luôn. Kiếm chỗ ngủ. Mà 11 giờ là cũng có một cô con. Bên kia có mấy bạn là con vô chồng con đứng ly nhớ là con ngủ tới chiều luôn đó. Đúng rồi, có sao đâu. Quán mở mà hai chú cháu mình vô đúng không? Dạ đúng rồi. Thì tối nay là trai con làm bánh rồi tiếp tục gửi lên nhà mai cho con nữa. Dạ. Ủa mai là con cũng bán tiếp hả? Mai con bán tiếp. Mai bán tiếp hả? Mai là bé Lượng vẫn bán tiếp nha mọi người. Ngày mai con sẽ tự bán. Chắc có người đặt. Hoặc là có thể như thế này. Có nghĩa là ngày hôm nay là cô kia mua cho con. Thấy gì hôm nay cô kia mua cho con thì ngày mai cô kia mua cho hết cho con. Cái cô 11 giờ đó. Thay vì là chạy đi cơ đó có thể mua con chiếc chiếc. Để cho con giảm bớt phần nào. Như là ngày nào cũng theo dõi con cả có một cô nữa ở bên cô
cô đó tên gì con nói đây à? Cô con tên cô, mất tiêu. Cô đã coi clip này, cô ấy sẽ điện cho con. Không, cô không bỏ trên clip nào của con đâu. Mà con nói cái đuôi K66 là cô biết rồi. Cô chú có gọi cho con nhiều nhiều nha. Trứng là mấy đem 44 bịch bán 2 bịch bán hết luôn. Bà khách đặt hết rồi. Không, chưa phải là lực nhanh nhất. Hôm nay mà bây giờ có nhanh nhất thì hôm nay số bánh rất là ít đúng không? Đúng không rồi, đâu cơ. Hôm nay có 4 mấy bịch nè. Cái này bằng phân nửa mọi người hả? Cái này bằng phân nửa luôn á. Ngày hôm qua chỉ bằng hôm nay chỉ bằng một nửa ngày hôm qua thôi. Hôm nay con tới đây sớm không? Dạ. Con tới đây sớm không? Dạ 8 giờ. 8 giờ tới đây. Dạ. Dạ hết luôn. Hết luôn. À ý là hồi sáng giờ con có lên sớm không hả? À đúng rồi. Sáng giờ con lên là con lên đâu là tầm 6 giờ. À 6 giờ tới đây. Cái là con tính đường đi chập mắt nhưng chạy rồi kêu ngồi chơi máy. Tại con sợ con chập mắt chú quay nó cũng kỳ lắm. Chết con. Cha con làm bánh vừa xong là con lên xe con đi luôn. Dạ đúng rồi. Hôm nay ba nhà làm gì? Bây giờ là ba con đang ở nhà chắc là đang bấm điện thoại hoặc là đang ngủ. Không chắc là không ngủ đâu, tự máy gọi cho con còn tỉnh á. Không có làm, không có làm xe sao? Có, bây giờ đang làm. Ba con hôm nay được có kinh nghiệm mua kính mát chứ mọi lần. Mà nhớ ngày đầu tiên á, ba con cầm cái cây để hàng á mà không có kính mát đeo vô, ba con cái gì nè. Để sát vô cái mắt rồi. Giờ có kinh nghiệm mua kính mát. Giờ có một kính mát. Chứ ngày đầu hai con mắt như kiểu con cá thời lòi hết lòi ra. Là ba con tự làm nhà luôn chứ không ra tiệm đặt. Dạ đúng rồi. À. Ba con là thợ xây bánh. Thợ sắt. Thợ xây sắt đúng không? Ờ. Ba con biết làm sắt không? Dạ biết. Biết con biết làm không? Biết gì không? Dạ con không biết làm, con chỉ biết cung bê. Nhớ cái đợt mà con làm trên này ở dưới đầu năm mà con kinh đồ từ trên từ đầu năm dưới tới đầu hai. Con làm gì vậy đó? Con phụ kinh đồ. Cho ba con á mấy cái cổng. Nó dài bằng cái con xe 7 chỗ luôn nè. Con phải tự kinh một mình, tính ra nó cũng nhẹ thôi. Nhẹ cũng sắc mà sắc mặn. Ra nó cũng nhẹ, nó không nặng lắm. Nó tầm đâu, nó tầm lúc đó con kinh đâu 30 kg. 30 kg nữa hả? Đứa con nặng hơn giờ. Đứa con nặng hơn giờ sau cái đợt đó con, cái người con nó chợ bị teo rồi đó. Nhưng mà dẫn đồ. Cái là giờ lại mập tiếp. Cái này lại kinh đồ tiếp nha. Dạ. Xem người teo lên xem hả? Bơi luôn rồi. Không có, hồi trước là bị teo giờ mập lại rồi. Trước đây là trước thôi. Mà để ý, nay tí bé lượng anh mặc rất là bụi nè. Bụi đâu? Quần rách này, ai xé rách kia. Không có, tay chứ. À, tay hả? Có mua thêm đôi giày chưa? Dạ. Bữa cô cho tiền mua thêm đôi giày có mua chưa? Dạ, tự do là ngày hôm qua đi về chạy quá là hôm nay về kêu ba không mua ở nhà. Mua thêm một đôi giày nữa mang thay đổi nó dễ hơn. Cô kêu có một cô khác con không nhớ rõ mà cô bảo là cô mang giày máy để có gì cô tặng cho con đôi cô mang. Nhưng mà con quên số tiêu. Của con chắc tầm cỡ 38 và tính á. Con 40 chú. 40 luôn á. Chú mang 38 con nó dạy con bự hơn dạy chú chứ để dạy con bự hơn dạy chú có điều là cái dạy của chú đế nó bự hơn đế nó rộn nó thon hơn rất là dày hơn mà có dày chuối đi dày đỏ chú nhìn đi thấy ghê ghê làm sao không có người đâu đẹp mà con thích màu đỏ mà đỏ luôn con thích màu đỏ mà lần trước con có nói đó đúng rồi áo màu đỏ áo khoác màu đỏ để đỡ chứ còn đen xanh rồi đó dày với giống không dày này mà về quê là thua luôn á giờ trời mưa đó là xong luôn câu nữa không mặc sao không có con thấy bình thường giống mà còn đẹp chứ gì đẹp đỏ tại nó cũng màu đỏ cho nên là cái gì cũng thấy bình thường đúng không chú mình đi đường chú gặp ai đi dép hoặc đi dày đỏ là chú đi đi đó là con trai á con gái thì không sao con trai thì sao không màu hồng nam tính mới có sao chứ chứ còn thấy màu đỏ là không có sao đâu đẹp mà màu đỏ đẹp phải không đâu thì cũng màu hồng thì mới có vấn đề đúng không? Dạ đúng rồi. Màu hồng nam tính. Còn màu hồng nam tính hả? Không có thích, không chỉ thích màu đỏ, màu xanh dương, có cả màu xanh ngọc. Xanh ngọc. Xanh ngọc mà kiểu xanh
nhiều lắm. Cái cáo của con bây giờ nếu mà chú Quân bận bảo đảm rộng luôn. Chăm luôn. Người ta năm mấy ký mà. Nặng ký hơn mình. Con rộng nó chạy. Giờ là giờ là cho cơ tới lấy bánh rồi. Giờ là đi ăn. Đi ăn. Đi ăn đi. Chú nhắc chứ vô nói. Con nãy giờ nó đi ăn mà con chưa đi nè, giờ đi ăn đi. Rồi giờ là con phải chờ đến 10 giờ mới có cơm ăn con tối. Đúng rồi, con chú Quân đi ăn nha. Giờ là 9 giờ rồi, 1 tiếng đồng hồ nữa. Ok, bye bye mọi người. Cảm ơn tất cả cô chú. Giờ dắt với Lượng đi ăn và chờ cô chú lại lấy bánh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.